Thời tiết vừa rồi ở bên Anh rất là đẹp luôn. Biết chắc chắn một điều là mình sẽ đi chơi rất là nhiều, nên là thể nào cái việc làm đẹp của Lam sẽ bị lơ là đi phần nào á. Chính vì thế Lam đã thủ sẵn cái viên trắng da Diamond White này trong suốt chuyến đi của mình luôn. Mặc dù là Lam có trang điểm, có chống nắng, nhưng mà Lam vẫn phải uống thêm viên trắng da Diamond White này nữa để mà hỗ trợ cho việc làm đẹp của Lam tốt hơn. Nghiễm nhiên là em ấy đã cùng đồng hành với Lam trong suốt chuyến đi vừa qua. Trộm vía da của mình đến nay vẫn ổn ha. Trong phiên bản mới lần này thì có cái gì ghê gớm, có gì thần kỳ dữ vậy? Mình cùng tìm hiểu ha. Đây là viên uống trắng da ban ngày. Trong viên uống trắng da ban ngày này có những thành phần gì thì bây giờ cùng Lam tìm hiểu ha. Với viên dưỡng da Diamond White ban ngày có các thành phần chiết xuất từ hoạt chất như ô liu, cherry, hạt nho, là những chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp cải thiện làn da, ngăn ngừa những phản ứng có hại cho da do gốc tự do gây ra. Chiết xuất nấm men giúp loại bỏ sắc tố melanin gây sạm nám da, vitamin B2, B3 duy trì làn da khỏe mạnh. Sau khi ăn sáng xong thì Lam uống viên ban ngày để mà tăng cường khả năng chống oxy hóa cho da, giúp da sáng mịn từ bên trong, rồi tấp ẩm, ngăn ngừa tình trạng nám sạm da. Ngoài ra còn có khả năng chống nắng, rồi giảm nguy cơ các bệnh về da, trong đó có ung thư da nữa đó nha. Và tiếp theo, đây là viên trắng da ban đêm. Thì trong viên trắng da ban đêm có bổ sung thêm thành phần collagen, giúp tăng cường độ đàn hồi cho da và dưỡng ẩm cho da. Viên uống trắng da ban đêm có chiết xuất từ yến xào, chiết xuất nấm men, đương quy, hà thủ ô, nano curcumin và vitamin B2, B3 là những dưỡng chất rất là quan trọng để da được tái tạo. Đặc biệt nha, trong cái viên trắng da ban đêm này nè, có bổ sung thêm thành phần siêu quý hiếm mà độc quyền tại Việt Nam. Đó là tinh chất tế bào gốc từ táo Thụy Sĩ, một cái giống táo mà rất là đắt đỏ là Thụy Sĩ luôn. Nó có khả năng giữ độ tươi nguyên lên đến 9 tháng mà không cần chất bảo quản. Lam uống em này vào mỗi buổi tối, giúp tái tạo da, trắng mịn da, căng bóng da, rồi chống lão hóa. Các bạn có thấy cái gì mà đặc biệt trong hộp này hay không? Đó là một cái hũ chiết nhỏ xíu xíu xinh xinh nè. Thì mình có thể là chiết ra rồi bỏ trong cái hũ đó, mang đi du lịch rất là gọn luôn. Trong một sản phẩm này thì có kèm theo cuốn cẩm nang sẽ giải đáp hết tất cả thắc mắc của mọi người. Chưa hết đâu nha. Trên tay Lam thì có hai phiếu cam kết. Một là nếu như mà sau 25 ngày sử dụng mà da của mình cảm thấy là nó không có tiến triển á, thì bên công ty sẽ hoàn tiền cho mình 100% luôn. Còn đây, nếu như mà các bạn tìm thấy chất độc hại trong viên trắng da nơi mình quay đến nay này á, thì họ sẽ đền cho mình 100 triệu đồng. Cá nhân Lam thì Lam thấy là hiếm có công ty nào quan tâm đến khách hàng mình như vậy á, cho nên là mọi người yên tâm sử dụng ha.